tôi tính toán bỏ đi. Hôm nay học tràn tiếp. Tính toán dễ mà. Học để biết thôi. Vâng, học để biết được thì tính toán chắc chả bao giờ đụng đến. Thì hôm qua đấy xem cái mạch này, mạch người ta dùng để làm công tắc. Mạch này mày gọi là mạch loại A. Nếu như thế này thì đúng không? Hiểu chưa? Người ta sử dụng điện áp nằm ở trên cái điểm này để điều khiển. Còn cái mạch này là mạch đẩy kéo. Khi mà muốn kích một cái gì đấy, ví dụ người phép hoặc là một cái IGBT ấy, thì người ta sẽ sử thường người ta sẽ sử dụng cái mạch đẩy kéo này. Cái mạch đẩy kéo này nó sẽ có hai chu kỳ, một chu kỳ dương, tức là nguồn điện nó sẽ đi từ đây về đây, về đây vào nguồn này này. Chu kỳ tiếp theo thì nó sẽ đi ngược lại, là chu kỳ âm, đi qua con thuận này xuống đây. Cái con đẩy kéo này thì nó có cái nhược điểm là nó bị cái méo ở cái chỗ xuyên tâm này. Thì vì muốn kích một cái con chan ấy thì nó phải đủ cái điện áp. Con chan thuận thì sẽ là từ 0 đến âm 6 V. Con chan dương thì con chan ngược N ấy thì là từ 0 đến 0,6. Trong cái khoảng này sẽ là cái khoảng trễ. Khoảng trễ này thì cái sóng nó sẽ bị sinh ra độ trễ, nó gọi người ta gọi là bị méo. Méo. Thì khi mà nó đẩy theo chế độ A ấy, thì cái điểm này là cái điểm lấy điện áp đầu ra để kích. Thì cái điểm này tính loằng ngoằng theo công thức này thì là IB loằng ngoằng này nọ đấy, nhưng mà thực ra thì nó chỉ là cái trừ điện áp cho nhau thôi. Ví dụ điện áp đặt ở trên cổng B này là 5 V, đi qua con chan này thì nó khoảng 0,6 đến 0,7, cái đây ví dụ là 0,7 đi. Và chân e, người ta muốn lấy điện áp của chân e, chân e thì bằng điện áp 5 V này trừ 0,7 thì ra bằng 4,3 V. Thì đây là cái nguồn này, đi qua đây là một thằng nối tiếp này đấy. À, hai thằng nối tiếp với nhau thì cái điểm áp còn lại trên điểm này thì bằng tổng hai cái thằng này và thằng này. Còn khi mới đến cái chu kỳ thứ hai ấy, thì nó là âm rồi. Cái này thì âm. Khi người ta muốn làm một cái mạch đóng cắt theo cái chu kỳ, ví dụ người ta nối vào đây một cái kích cái điểm G của con MOSFET chẳng hạn, thì người ta luôn phải có một cái tần số xung dương và xung âm, dương âm. Nhưng cái mạch này thì nó có cái nhược điểm là VE này, nó phụ thuộc vào cái con VI đặt ở trên điểm B này. Tại vì cái VB lúc này nó đang nhỏ hơn VCC. Mình test xem thử nhé. Đây vẫn là cái bài hôm qua đây đúng không? Đấy. Thì bây giờ người ta sẽ nối thêm một cái con chan sử dụng đẩy kéo. Chan P cơ. Con chan ấy thì là nó sẽ giống như hai con diode gộp lại với nhau.
con chăn ngược thì là nó sẽ từ hai con chăn kiểu như là kiểu hai con iốt nó gắn hai chung điểm anốt ấy. Mấy cái này học để biết thôi. Đây đây. Đấy. Tạm thời xóa hết những cái này đi cho nó lòng ngoằng. Thì có vẻ là cái chan này là chan NPN đúng không? Con chan này là chan PNP này. Con chan này con ngược của con này con thuận này. Thì chân E này của cái chân E này nó đấu chung với nhau để lấy đầu ra, được chưa? Thì đây chân E này. Để đấu chung với chân E bên này. Lúc này chân E này thì nó không còn là điểm âm nữa, đúng chưa? Đấy, lúc này thì nó sẽ đấu vào một cái điểm kích nào đấy. Con điện trở đi. Mình sẽ đo điện áp đầu ra của nó. Nha, đầu điện áp đầu ra đây không? Vâng, một con này đúng không? Vâng. Tiếp chân VCC à, chân C, đây là chân C đúng không? Đâu có chữ C. Chân C của con N là Vâng, đúng rồi. con ngược đúng không? Đấu với VCC đúng không? Vâng. Chân Con C đường đâu? C. Chân C đây đúng không? Con ngược là N này. Cho màu đỏ đây. Đấy. Tiếp chân C của con thuận là con P đấu với chân âm. Chân Đó C chân đây đúng B chưa, đấu với chân âm. đây. Đấy. Âm này đen được chưa, C âm. B là nấu chung. Sau này đấu một con điện trở vào một nguồn cấp kích B đấu chung. Thằng kia là 100 ohm hoặc 1K cũng được. Đấy. Được chưa? Đúng chưa? Đúng sơ đồ chưa? Bật Đúng. nha. Đấy. Thì có phải 5,8 mà trừ đi 7 thì phải 5,1 không? Nó khoảng độ 0,62 V. Chưa đi 0,7 thôi. À, em mình nhìn đi. 3,3 trừ đi 0,6 hoặc 0,7 đúng chưa? Vâng. Đấy, đầu ra này thì nó sẽ tạo bằng cái này phải trừ cái điện áp đặt trên cái chân BE của cái con ngược này này. Nhưng mà nó luôn mặc định giá trị 0,7 ấy.
các con chan thì người ta thường sẽ lắp đặt kiểu tiêu chuẩn chung là 0,6 là 0,7 ợp nha, khỏe khỏe không không on nha, đúng không, ợp on ợp on. Con này kích, con này ví dụ như con này này, ví dụ cho lên 10V này, nhưng mà con này nếu mà nó nhỏ hơn con chân C này, mà nhỏ hơn chân B này nó lại ảnh hưởng bởi chân C, nhìn thấy không? Vâng. À. Đấy. Đó là bằng cái chỉ tiêu. Bằng cái chỉ chân C. À. Nhớ nhá. Con này lớn hơn thì nó dễ phân cực theo chân B. Nên là khi mà đo điện áp đầu ra này, đúng rồi, bởi con kia đấu chung. Ừ? Chân C đó là đấu chung, nên là nhiều cái mạch mà người ta muốn kích con MOSFET hoặc con IGBT thì nó cái khi con MOSFET thì nó cần điện áp tối thiểu là 12V để mở hoàn toàn, còn IGBT là 15V để mở hoàn toàn, thì người ta sẽ làm cái mạch đẩy kéo này để nó cải tiến cái vấn đề bị méo này, và nó cải tiến luôn cả cái vấn đề là cấp cái đầu ra này điện áp theo cái VCC này mà nó không ảnh hưởng bởi cái điện áp kích gì nữa. Kích mạch này thì thôi bỏ qua, bắt đầu mạch này người ta sẽ gắn thêm một con chan ở đây hồi tiếp âm. Đấy, đúng là cái mạch này không, người ta sẽ nối vào đây con 2K để lấy VCC ở đây để kích vào cái con VE này, thêm một con chan ngược nữa, đâu đây có con đấy, đây là con đấy. Bây giờ mạch này nhá, mạch để kéo mà thêm một con chan này thì có phải là người ta thêm một con điện trở vào cái chỗ tiếp điểm này không? Xong từ chỗ cái tiếp điểm B của hai con này nối vào chân C, con chan nối thêm đây đúng không? Đấy. Chân C đâu? Chân C đây đúng không? Chân B chung rồi à? Thế cũng vâng. Chân B chung. Nói mà con người ta muốn lấy cái điểm này 1K, 2K hoặc 3K cũng được. Đấy. Đỏ đây. Không đấu mấy đầu chung này, trên B. Đúng chưa? Đúng chưa? Nhìn cái mạch đấy. B chung đấu một con điện giờ để lấy cái điện áp VCC là vào đây. Đúng chưa? Để cho cái điện áp đầu ra này nó theo cái VCC này. Nhưng mà khi mà người ta muốn đóng cắt thì bắt buộc là nó phải có một cái để hồi tiết âm ở đây. Âm về đây thì cái âm về đây ấy. Âm về đây thì con VCC này nó sẽ kích cái con này và âm con này sẽ thuộc âm và con này lên âm đây thì cái điểm này là âm thì con này sẽ bị ngắt. Được chưa? Khi nó gắn con chan này mày hiểu không này? Nó có hai chu kỳ nhá. Chu kỳ là con chan này nó ngắt. Chưa? Con chu kỳ con chan ngắt thì VCC nó đi qua đây. Thì nó sẽ đi đến hai cực B của hai con này đúng chưa? Đúng không? Rồi. Thì cái con chăn ngược thì có phải là một kích thì điện áp dương đặt ở B thì nó sẽ kích đúng không? Con chăn thuận thì dương thì sẽ mở đúng không? Âm là đóng đúng không? Đúng chưa? Thì khi đấy thì con này dương này thì con này sẽ đóng vào đúng không?
Cái điện áp đi vào đây, đi ra đây, đi ra đây, vào đây và cấp cái điện áp VC ở đây. VC trừ đi 0,7 hoặc 0,6 ở trên này. Còn khi mà con này đóng vào đây đúng không? Con này đóng thì chỗ này cái điểm này nó có phải là âm không? Chân B của hai con chan này có phải âm không? Đúng chưa? Hiểu chưa? Ha? Hiểu Có không? cái vẽ được ra thực tế không? Hử? Cái tích kết có hiển thị ra thực tế không? Két gì? Kiểu vừa cho mạch cái vẽ như cái tích như lúc nãy anh vẽ. Vẽ nào? Cũng như anh vẽ mạch kia lúc nãy dùng đồng hồ đo được. Đó được. Mày thế mày không hiểu à? Ví dụ như đây âm thì đây có hai điểm này phải âm không? Thế mà không tưởng tượng Đúng rồi. ra. Hả? Hai điều ấy là âm rồi đúng không? Âm rồi. Thì cái này đóng vào với nhau thì hai cái này là âm đúng không? Vâng. Cái điểm này chung với nhau thì đây là âm. Âm thì đây âm thì cái này có phải là nó mở ra không? Hình Mở dung ra lên dưới chưa? xuống. Vâng, rồi. Thì cái này đóng vào đúng không? Và dưới xuống Đóng vào thì cái vào. này nó phải là âm không? À? Rồi nóng âm lại chạy lên. Âm thì có nghĩa là âm thì âm dương nó cứ đóng mở như thế. Ồ, đây là con nhiệt độ mà. Đâu em thấy cái chữ N vậy. Sao nó thành nhiệt độ vậy? Thế phải ở chân B đây nhá. Đúng không? Chân B thì nó phải đấu với lại con chân C của con này không? Và chân B với con này bây giờ thành con chân kích. Chân E là thành âm. Đấy. Chân E là âm đúng chưa? Để lấy âm lên đây. Chân Vâng. C thì lấy dương xuống đây. Đúng không? Đúng chưa? Rồi. Đấy. Mình sẽ đo âm này. Đo cái chân B này đi. Đấy, xem cái trạng thái của cái chân B này nhá. Sao cái bọn này nó chuyển thành cái thể loại này nhìn rối mắt thế nhỉ? Chạy đi. 5,86 nghìn luôn. Đây 5,86 nha. Đây tại vì nó 10V này. Đấy. Tắt này. Tắt cái con này có phải 14,7 không? Tôi thực tại là Đúng tôi là không được đâu lắm. đâu ra mà mình cần điện áp ra đây 14,7 đúng không? Đấy. Đây là âm nhá, đóng nhá. Cho nó lên 5V này. Cứ 5,6 điện được. Đấy, thì con này nó lên được thì 8,3 này. Đúng không? Đóng này thì nó lên 15,4 thì con này cái điểm này nó phải 15,4 không? 15,4. Thì con này thì 14,7 trừ đi đúng là 0,7 không? Hợp này. Tắt này. On này. Hợp này. On này. Up này, on, up, on, up, on, up, on, on. Đấy, nên đại loại nó sẽ như thế. Nhưng mà cái này nó sẽ cái thứ nó ngược không? Ví dụ mình tắt cái nguồn này nhá.
đúng không, thì nó on, mình bật lên thì nó off. Nhưng bây giờ người ta lại muốn là bật thì cái này bật mà off thì cái này off, thì khi đấy người ta sẽ cho một con tràn nữa vào đây, mày cắt kết, mày cắt kết đây. Đấy. Lại thêm một con nờ ngược lại thêm con nờ nữa, thì nguyên lý thì nó cũng như vậy thôi. Lại cho thêm vào đây thì con ở đây thì luôn luôn có điểm VCC chờ ở đây đúng không? Đấy, chờ đây thì lúc nào con này chờ ở đây thì con này chờ đóng, thì con này đóng thì con này mở. Đấy, còn khi này con này đóng xuống thì con này kẹp âm ở đây, con này kẹp âm rồi con này mở ra thì lại VCC ở đây đúng chiều. Tiếp nha. Nào. N. À đây, đây con P mất. Này con N, đúng chưa? Đấy. Thế vậy C con này, double B con này đúng không? Và thêm một con điện PCC xuống đây đúng không? Để hạn dòng, con này hạn dòng này. Vào con C đúng chưa? C vào B này, C đâu đúng không, vào B đúng chưa? Xong rồi lại phải kéo một con trở nữa đúng không, hết chỗ để rồi, đi ra bên ngoài cho con này đi ra ngoài. Con này kéo từ đây sang đây, cho màu đỏ cho sạch sỡ. À, con này xuống đây đúng chưa? Đúng không? Con này 2K hay 1K đều được. Còn con này này, để đấu chung mà âm của con này để lấy âm. Con này làm con kích. Không? Đấy. Con này 1K. Người ta muốn làm giảm nhiễu nữa thì người ta thêm một con điện trở vào đây. Xem ở đây nó có phét không nhỉ? Đây đây. À, đây là mút phét này. GDS này. Đấy.
su. Thế là nổ anh sáng đấy. Quá điện áp. Tắt bật, tắt bật, tắt bật, tắt bật. Đấy. Nó kiểu như thế. Nhưng mà ở ngoài con MOSFET thường nó sẽ không tự xả điện áp giống như ở trên mạch mô phỏng ấy, kiểu này thì nó để lắp thêm con 10K vào đây. Phải lắp cho một con điện trở ở đấy để xả đi. Xả. Transistor này nó sẽ kích dòng, kích theo lượng dòng điện đi qua. MOSFET thì sẽ kích áp. Hiểu chưa? Thôi hôm nay đến đấy thôi. Hôm nay học Tao bộ chắc máy là lơ tính. tơ mơ đấy, mày về mày thử vẽ lại cái mạch này xem nào, cho mày hiểu. Em vẽ được giờ lúc này xem em vẽ anh vẽ rồi em vẽ cứ tốt Thật đấy, cứ cho em hình là em vẽ được. cho hình thì nói làm gì, bây giờ mày Thì ngồi mày em cầm cái có bút xong mày vẽ bằng giấy ra, mày xem lại video xem có đúng không, xong thì vẽ lên trên mô phỏng này xem.